chuyên đề số 10, kiểm chế kim loại. Ơ thầy cái này chưa bán được thầy. Không không bán được. Đấy, thấy thấy thằng em trai này nó ngồi trên live stream không chậm. Nói thì trẻ như thế đó, thế đi dạy thì không live stream suốt ngày. Em trở thành phát ánh chưa? Phát lại sao live stream? Có kiểu là live stream. Phát lại nó sẽ đi là công chiếu. Chỉ là không tương tác thôi, chỉ nghĩ là không công chiếu. Thì phải là để công chiếu. Không ngày xưa kiểu phát lại, ngày xưa mới. Nguyên tắc kiểm chế kim loại. Thế đa số kim loại tồn tại trong tự nhiên dưới dạng hợp chất hoặc quặng, đúng không? Lý do tại sao như vậy? Tại vì các loại kim loại thì cái diễn biến tự nhiên của nó, diễn biến tự nhiên của nó, ví dụ như natri, natri là không bao giờ tồn tại cái cục natri ở điều kiện tự nhiên, dĩ nhiên vẫn tồn tại cục natri trong phòng thí nghiệm. Thế nhưng mà trong điều kiện tự nhiên thì em để đi đâu ngoài đường thì em xúc phát cục natri rồi, có đúng không? Bởi vì tại sao? Bởi vì natri luôn luôn có xu hướng nhiều đi một e để tạo thành một a cộng, nên không bao giờ có natri nguyên chất của giải tự nhiên. Được chưa? Tiếp tục ví dụ tiếp là anh canxi cũng vậy, luôn luôn xu hướng nhiều hay em thì xu hướng chung của kim loại ngay ngay kể cả sắt thép, em đi ở ngoài đường em cũng không bao giờ em xúc được vào cục sắt nguyên chất được, bởi vì sắt luôn luôn nó có xu hướng nhiều hai hoặc ba em, kể cả như là những cái thằng sắt thép nguyên chất nhất như là khi mà họ thiên thạch rơi xuống. Em nhớ vào trong sắt kim Trung Quốc phải có ai không? Ngoài một ngày đèn trời ban đêm mấy hôm ta ngắm sao tự nhiên thấy một cái sao rơi, một ông sao rơi xuống đấy, xong là mấy anh dũng sĩ bắt đầu phi theo hướng ngôi sao đấy để nhặt được cái cục đấy về, cục đấy về luyện ra kiếm đấy dùng để làm gì ạ, để lên bốn trường, để lên kiếm đấy là chém sắc như chém bùn, kiếm là kiếm của họ thức thiên cường mạnh chuyên dùng để đi lật đổ chế độ chuyển thành bằng cái khác. Chúng ta nghe đúng nhá, cái rất đúng. Bởi cái này ạ, những cái viên tinh thạch rơi xuống thì các cái tinh thạch đấy thì thường là nó chứa hàm lượng sắt cao và sắt tồn tại ngoài vũ trụ thì nó sẽ không bị lẫn tạp chất nhiều, thấy chưa? Và bởi vì nó không bị lẫn tạp chất nhiều nên khi rèn được thì nó là sắt thép nguyên chất, sắt thép nguyên chất. Còn cái sắt thép mà rèn ở bên trong, ở bên trên cái bề mặt trái đất này thì nó sẽ bị nhiễm nhiều, do công nghệ thì nó có thể là nhiễm nhiều carbon nên nó rất bị giòn. Thế một cái thằng kia thì nếu để không nhầm là có một cái loại mà thép của bọn Thổ Nhĩ Kỳ nó chuyên rèn từ thiên thạch, nó có những cái vân vân này, thì cái dao găm đấy mà chuyên dành cho cái bọn lính biệt kích Mỹ thì cái loại này là chém cái gì tức chém sắt như chém bùn luôn đấy, thì những cái loại đấy bị chém thì nó đúng mặt nguyên lý là như vậy, chứ không phải là người ta chém gió, người ta nghĩ ra. Bây giờ chúng ta phải giải thích được dựa vào hóa học nhá. Thì bởi vì là các cái kim loại tồn tại trong tự nhiên nó không tồn tại dạng nguyên chất mà nó lại tồn tại dưới dạng ion ở bên trong các hợp chất và quặng, chính vì vậy nên mình muốn có nguyên kim loại nguyên chất thì mình phải sử dụng các phương pháp để kiểm chế ra nó, được chưa? Đấy, đầu tiên mình có các kim loại thì tồn tại trong tự nhiên dưới dạng ion kim loại của một cái chuẩn là cation kim loại trong dưới dạng cation kim loại trong hợp chất hoặc là trong các quặng, trong hợp chất hoặc là trong các quặng. Thế thì kim loại thì thầy ký hiệu là M,
M là kim loại. Còn cation kim loại thì ý hiểu là M nó cộng. Đây là kim loại. Đây là cation kim loại. Theo nguyên lý tự nhiên thì kim loại nó sẽ nhiều như Ne để tạo thành cation kim loại. Đúng không? Thế bây giờ mình muốn biến từ cation kim loại, cái này có nhiều mà, cái này có nhiều trong tự nhiên mà. Mình muốn biến cái này quay trở lại. Đúng không? Thế đây là mình đang không thuận theo tự nhiên. Hay đi ngược theo điều tự nhiên. Đúng không? Đấy. Theo điều tự nhiên thì nó chân dài cặp với chân dài. Đúng chưa? Đẹp dài cặp với đẹp dài, khoát gọi cặp với khoát hơn. Nếu mình đi ngược cái điều lại thì mình phải làm sao? Cái này có tiền, có một cái gì đó để tác động năng lượng vào. Vậy bây giờ mình muốn đi ngược cái điều đó thì phải tác động năng lượng vào. Đấy, M, N cộng biến ngược trở lại M thì mình phải mất năng lượng của nó nhá. Mất năng lượng, em nhớ không thì mình mất năng lượng của nó. Đi ngược lại điều tự nhiên này. Mất năng lượng của nó. Mất năng lượng của nó thì mình sẽ có những cái trường hợp mất năng lượng. Thứ nhất là nhiệt, điện, cung cấp nhiệt. Được không? Thứ hai là điện phân là sử dụng tạo điện. Thứ ba là thủy luyện. Thủy luyện là dùng những loại mạnh để cái loại yếu của phần của nó. Đấy, thì đấy là ba cái công tác chính để mà trong cái điều chỉnh kim loại. Tí mình xét sau. Ở đây là nhìn cái này chút ạ. Này mình sẽ nhìn nó nguyên tắc, sau khi mình hiểu được rồi. Thế nên anh này là M cộng biến này M không. Vậy là số xoắn nó tăng hay số xoắn nó giảm? À, giảm, khử tăng, ho giảm. Vậy đây là thể được tính gì mà có được tính gì đây? Ở đấy tính oxy hóa. Tính oxy hóa ở đây nó sẽ là quá trình gì? Đó. Quá trình của bọn hoàn toàn phải phát hiện được là nguyên tắc điều chỉnh kim loại, suy ra nguyên tắc điều chỉnh kim loại, nguyên tắc điều chế kim loại, nguyên tắc chung đấy là thực hiện quá trình khử cation kim loại trong hợp chất hoặc là quặng để đưa về kim loại nguyên chất được. Thực ra thì hóa dễ thôi, chúng ta hiểu những cái tự nhiên của nó thì không phải thuộc nhiều. Em dần dần thì học hiểu gắn sâu chuỗi những cái này với nhau thì nó dễ. Đấy nhá, cái nguyên tắc này hay cái gì ạ? Nhớ dưới chốt và em khử ra đi với nó. Thế thì thực hiện để thực hiện cái quá trình khử này thì mình có rất nhiều cái tác nhân. Ở trong đây có ba cái tác nhân chính để vừa nói. Thứ nhất là thủy luyện, thủy là nước. Luyện là tinh luyện, cũng là luyện kim loại trong dịch. Hai là nhiệt luyện, để luyện nhiệt là khí nóng, chắc chắn là sử dụng ở bên trong việc chúng ta khí nóng. Ba là điện luyện dịch phân. Thì nhiệt luyện thì nó là cái phương pháp mà rẻ tiền nhất và hay sử dụng ở bên trong cái nhà máy gang thép Thái Nguyên. Còn điện luyện thì là một phương pháp nó hơi đắt tiền hơn, là hay sử dụng để cho cái mạ kim loại, ví dụ như các nhà máy của VinFast thì là mạ ô tô, mạ điện thoại. Đấy, thì đều là đang sử dụng phương pháp đặc biệt để luyện tập. Đấy, còn lại thủy luyện là phương pháp ngày xưa, bây giờ thì thấy ít dùng phương pháp đấy bởi vì nó ra được các anh kim loại cái độ tinh khiết nó cũng cao nhá. Bây giờ là tinh khiết cao hay là phân loại, phân loại các phương pháp điều chế kim loại một nhỏ là thủy luyện, thủy luyện nguyên tắc của thủy luyện, nguyên tắc là sử dụng kim loại mạnh hơn đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối
Dĩ nhiên có cái điều kiện, bởi vì đây là thực hiện trong dung dịch nên anh kim loại mạnh hơn này phải làm sao, cái điều kiện là không tác dụng đến nước. Có cái mà chúng ta hay nhầm nhiều nhất, chúng ta rất hay nhầm, chúng ta làm được đảo quán tính là người ta hỏi đây là có tỷ lệ không, chúng ta chỉ bạn chọn có vì thấy nó đi mạnh hơn đầu, cái đấy là đồng của mình là 24. Đa số các em bị xài đây, chúng ta làm được đảo quán tính. Dĩ nhiên là đây là cái tách này như này chẳng bao giờ đứa làm sai, và vào trong giúp làm bài thi thế nên mình phải, thế nên là cho chúng ta là phải luyện thi nhiều và ngay từ bây giờ mình đã chọn đã luyện. Đây là lý do như vậy, áp mình vào luôn cái thi biết thử luôn. Dĩ nhiên mình chọn cái chương trình nhưng mà bây giờ mình được trang bị đầy đủ rồi, nếu mà tăng cái đề đấy mà mình được có 6 điểm, 7 điểm hoặc bắt đầu 3 điểm rưỡi, 4 điểm không sao, vào mình áp đủ lắm, cái lúc mình học đủ thì mình sẽ tăng điểm, đúng không? Mà điểm thấp thì có mắng không? Vậy chỉ là tỉnh trị nước mà làm được thi nào chữ này, được chưa? Cái này là không phải, đúng không? Thế là đây là điều kiện các bạn đấy, cái kinh loại hai hôm này để không thì nó mới đẩy nhau, chứ không có tác dụng với nước trước, được chưa? Phương pháp à, được, từ từ điều kiện như vậy cũng như là cái phương pháp này không thể dùng để điều chế cali kinh loại tạo thành nước, dùng như natri kali bari canxi là không thể dùng điều chế được nó, đúng không? Mình chỉ điều chế được cali kinh loại không có dùng đến nước, và để điều chế cali kinh loại không có dùng đến nước hay nó khác là cali kinh loại có điểm số trung bình và yếu, là điều kiện là để điều chế các kim loại tính khử trung bình yếu, hay nguyên tắc chung là bọn này không tác dụng với nước. Nên nhớ trong dung dịch nó không có nước để học. Phương pháp các kim loại chủ yếu tồn tại trong tự nhiên dưới dạng hợp pin, dạng hợp chất hoặc là quặng. Bọn này tồn tại thể rắn nhé. Thế là đầu tiên mình phải hòa tan thôi. Hòa tan thì sử dụng các cái dung dịch, dung môn như là H2SO4 đặc hoặc là H2O3 để hòa tan ra thành dung dịch muối. Calcium mà nó cộng vậy. Sau đó cái dung dịch muối này cho tác dụng với kim loại mạnh hơn để tạo thành kim loại nguyên chất. Để lấy ví dụ đi. Đấy, ví dụ như sắt đi, sắt mà tồn tại trong tự nhiên thì dưới dạng quặng là quặng này là quặng magnetic. Thì đầu tiên để hòa tan nó trong hai bộ tổng của các đầu vai thì để sẽ thu được là dung dịch muối là Fe3+. Fe3+ bây giờ để cho nó dùng cái kim loại mạnh hơn, kim loại nào mạnh hơn sắt nhưng mà lại không hơn nước thì nó phải cần tháo sắt, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra được giá và này rẻ hơn để tạo thành xong. Vậy là dĩ nhiên cái phương pháp này sẽ rất hiếm khi thu được bằng nguyên chất với độ tinh khiết cao. Thấy chưa? Ví dụ như là vàng 4.9 không thể thu được bằng này được. Nha, không bao giờ thu được bằng này. Các này lẫn cái lượng bằng chất rất lớn. Nha. Cái phương pháp thủy luyện này thực ra vào bài tập thì nó là một cái phần bài tập của chúng ta đã làm rất là nhiều, đấy là phần bài tập điện hóa, nên là cái phần này thì sẽ không nói lại về bài tập nữa, đúng không? Phần bài tập điện hóa thì nó đơn giản chúng ta còn làm rõ được. Hay là nhiệt luyện, nguyên tắc của nhiệt luyện là sử dụng
khử mạnh. Như năm hàng tác nhân CO, hydro, NH3, carbon, nhôm, để khử calcium kim loại trong oxit để tạo thành kim loại nguyên chất. Sử dụng các chất có tính khử mạnh CO, hydro, NH3, carbon, nhôm để khử các calcium kim loại trong oxit tạo thành kim loại nguyên chất. Em em bao bộ cho mình thử đi bộ. Đọc, mang xin khử, cho oxit tạo lại các kim loại nguyên chất. Thì chúng ta lưu ý nhé. Ở đây này, CO, hydro mình học hồi lớp 11, NH3 mình học hồi lớp 11, carbon mình học lớp 11, nhôm mình học lớp 12. Nhôm là từ cái dạng bài nhiệt nhôm nhé. Dạng bài nhiệt nhôm là dạng bài rất quan trọng của thằng nhôm nhá. Thế tí nữa thì thầy sẽ dạy luôn chúng ta luôn là về CO và hydro, cái này hay thi nhiều nhất. Và chắc chắn là trong cái đề thi quốc thì chúng ta sẽ có dạng bài tập này. Và kể cả sau này các bài thi tưởng là sẽ có rất nhiều dạng bài tập này. Bởi vì cái dạng bài tập này năm ngoái không là người ta cũng thích hành trong các cái đề thi tưởng. Dĩ nhiên khi hành trong các cái đề thi tưởng thì chưa khi đọc được việc là có đề thi sổ tổng thông giảng thì năm ngoái. Và trong đề thi sổ tổng thông giảng không có câu này thì giảng. Nhưng mà dĩ nhiên trong các đề thi tưởng có nhiều nhá. Nên chúng ta khử calcium kim loại trong oxit tạo thành kim loại nguyên chất. Ở đây mình có điều kiện. Đó, cô đợi cho kẹt. Điều kiện là để điều chế các kim loại trung bình và yếu. Tại sao lại vẫn là điều chế các kim loại trung bình và yếu? Ta hiểu một chút là bởi vì là nhiệt luyện. Nhiệt luyện thì có một số cái kim loại ví dụ như là natri, kali, nhôm thì nó tác dụng với oxy ngay điều kiện thường đúng không? Bởi vì nó tác dụng với oxy ngay điều kiện thường nên giả sử em đang đun nóng nhé, nó tạo ra cái kim loại rồi nhé, cái hệ tương tác dụng với oxy nó quay trở lại thành cái hợp chất đấy, thì mình điều chế là bằng cách nào, đúng không? Mình đã đi làm, mình cứ đi làm được giải là công giả tràng đúng không? Đấy, chính vì vậy nên là không thể điều chế được cái kim loại mạnh natri, kali, canxi, ba khi nhôm là không thể điều chế một phương này. Giả sử chúng ta tạo thành nhôm phát nhôm tạo thành oxy lại thành Al hai ba sẽ đi lại bản chất của nó. Thấy chưa? Thế nên là đấy là điều chế các kim loại thì chỉ nhiều. Cái phương pháp này hay được sử dụng nhất để điều chế các kim loại như sắt. Đối với đa cách thái nguyên này, người ta đang sử dụng điều chế sắt thép. Chúng ta nhìn vào đó khoảng 5 phút. Đúng rồi chưa? Chưa có rồi. Mai thì sao? Mua ở trong chúng này này cũng là cái bảo tiêu hay hỏi chút nữa thôi đấy, cô du dạy trưởng dạy hay không? Có ngày xưa thì nhớ có kết quả mạng tuần hoàn chụp ảnh đăng lên không biết có tay em làm được không? À bé mày tên này xin được đấu học vai đặc biệt tết à lâu em rồi không? Thầy thầy xuống kia xuống kia tự xứng người nhiều cũng xuống cái đào tạo cũng biết đấy làm quả sau khi đi xuống cái này để cho người ta còn nuôi con sòng nữa sòng em các là sẽ không được một cái gia đình nhà cho sống người ta không nguyên tắc này cùng điều kiện này đấy sang phương pháp nhá. Phương pháp chính chúng ta có hợp chất kim loại chủ yếu tồn tại trong hợp chất hoặc quặng. Bởi vì vừa nãy mình điều chế bằng thủy luyện để trong dung dịch nên mình cần cái gì đó nó hòa tan nó lại. Còn bây giờ là mình lại điều chế bằng thủy luyện đun nóng đúng không? Đun nóng này. Thế là đầu tiên này nhìn kỹ nhỉ. Trong oxit và mình phải chuyển cái hợp chất hoặc quặng này về dạng oxit. Về dạng oxit thì là nung nóng trong không khí. Nung nóng
trong không khí. Đúng không? Thì nó sẽ tạo thành oxit mới OI. Sau đó bọn này mới thổi luồng khí CO hoặc hydro, thổi luồng khí CO hoặc hydro hoặc NH3 hoặc ném carbon vào hoặc ném nhôm vào để thu được loại kim loại đơn chất. Nhiệt luyện, nhiệt luyện thì tí nữa chúng ta sẽ có chia giảm bài tập cho nó dễ thôi. Nhiệt luyện thì phải có thằng bài tập rồi. Điện luyện này là điện phân. Thế là chúng ta phải đặc biệt nhé, anh thủy luyện này là cũng phải điều chế các kim loại trung bình và yếu. Thủy luyện là điều chế các kim loại trung bình yếu trong môi trường dung dịch hay là dưới dạng cuối của nó. Còn nhiệt luyện là cũng điều chế các kim loại trung bình và yếu, nhưng mà này điều chế từ cái oxit. Để làm dĩ nhiên này không phải thuộc các nào đây là do tự động có hết. Ba nhỏ là điện luyện, không còn gọi điện phân. Nguyên tắc sử dụng dòng điện một chiều. Lưu ý nha, dòng điện phải là dòng điện một chiều. Tại sao lại sử dụng dòng điện một chiều mà không sử dụng dòng điện xoay chiều? Tại sao? Đấy, bây giờ dòng điện một chiều thì là electron chuyển từ cực âm sang cực dương, đúng không? Nếu dòng điện xoay chiều thì lúc thằng này là dương thì lúc một nửa chu kỳ thằng này dương, một nửa chu kỳ thằng kia âm, đúng không? Em tưởng tượng E đang chạy này, đây E đang chạy từ cực âm sang cực dương, đây đang chạy đây, chạy nửa đường, thằng này biến thành cực dương, lại chạy ngược lại, đúng không? Thế thì làm sao mà thế nó cứ chạy ở giữa đường, thế làm sao mà có thể điều chế được? Thấy chưa? Thì bây giờ phải là sử dụng dòng điện một chiều nhá. Sử dụng dòng điện một chiều để thực hiện quá trình khử. Quá trình khử các cation kim loại trong trạng thái nóng chảy hoặc trong dung dịch về thành kim loại. Bây giờ sử dụng vào đây một chiều để thử khai trong kim loại trong trạng thái nóng chảy hoặc dung dịch về kim loại. Mấy định nghĩa không quan tâm nhỉ? Nhớ có cái định nghĩa của thủy luyện không? Định nghĩa khác không? Nhớ. Bây giờ phát đi ứng dụng riêng cái thể loại đã dùng điện rồi thì điều chế tất cả các kim loại. Thể loại đã sử dụng điện rồi là điều chế tất cả các kim loại. Nhưng ở trong điện phân nó chỉ định hai, một anh là điện phân nóng chảy, một anh là điện phân dung dịch. Cái sự phân cách giữa điện phân nóng chảy và điện phân dung dịch ở anh nhôm. Điện phân dung dịch là điện phân dung dịch thì nó là ở thực hiện quá trình điện phân ở bên trong dung dịch để điều chế ra kim loại. Vì cái kim loại để mà điều chế ra đấy nó phải không tác dụng với nước, đúng không? Chứ nếu nó mà tác dụng với nước thì hỏng hết. Vậy à? Không tác dụng nước thì nó xong luôn. Nên là điện phân dung dịch là chuyên để sử dụng điều chế các anh kim loại đứng sau luôn. Được chưa? Thế là còn các anh kim loại đứng trước nhôm cũng phải sử dụng điện phân nóng chảy. Nhưng nó thật của em là điện phân nóng chảy có thể sử dụng để điều chế tất cả các loại kim loại. Mỗi tội nếu mà điều chế các anh kim loại đằng sau nhôm này thì bọn em dẫn điện tốt hơn. Mà điện trở nó dẫn điện nhưng mà điện trở nó lớn nên nó sẽ tiêu tốn nguồn năng lượng cao, thì chắc khi mà không hợp lý nên là người ta chỉ được dùng điện nóng chảy là điện phân để cho cái thứ trước thôi. Ở đây có mấy câu chuyện rất là thú vị về nhôm ở trong bài điều chế này. Nên nhớ về một nguyên tắc là khi điều chế kim loại
thì nếu mà sử dụng kim loại mạnh để kim loại yếu thì dĩ nhiên chúng ta phải sử dụng một kim loại rẻ tiền hơn để điều chế một kim loại đắt tiền hơn, đúng không? Mình không thể sử dụng một kim loại đắt tiền hơn để điều chế một kim loại rẻ tiền hơn, là giá thành kim loại phụ thuộc vào cái việc mà phương pháp điều chế có dễ dàng hay không, thật là khó khăn. Và cái thời Napoleon mới học quần nó khoảng độ thế kỷ 18-19 nhá. Ông Napoleon số 1, Napoleon Bonaparte, ông đi từ con của người dân thường đi lên đấy. Đấy, thì cái thời ông đấy là khi mà ông đã chinh phục hầu hết châu Âu và một phần của nước Nga, thì lúc mà ông họp triều đình của ông ấy thì ông ấy ngồi ở bên trên, còn lại các cái vua Đức, Áo, Hung, được chưa, Ý là ngồi phía dưới. Thì ông ấy dùng một bộ giam thiệt diệu bằng nhôm, các vị vua kia thì dùng giam thiệt diệu bằng vàng, bằng bạc, bằng kim. Đối với chúng ta thời này thì thật là điều vô lý, đúng không? Em ông này ông sống lúc đầu để đọc câu chuyện này, đọc hơn hai ông này ông sống thật dĩ, nhưng không phải. Cái thời lúc đấy nó chưa có dòng điện sinh ra, nó chưa có dòng điện phát minh ra, thì người ta điều chế bằng nhôm bằng phương pháp như sau: natri tác dụng với Al-2O2, đúng không? Natri đi cửa mạch, thằng này luôn nóng chảy ra, được chưa? Natri đi cửa mạch hơn nhôm, nên natri sẽ đẩy nhôm vào oxy của nó để tạo thành Al-2O cộng với Al-2O3 cộng Al. Đây là một bí kíp để làm tăng tuổi thọ của vàng, dành tặng cho những bạn nào sau này có ý định muốn đọc tiểu vàng. Đây là một bí kíp mà của ông chú họ thầy đã từng làm con nuôi cho tiểu vàng của chú họ thầy, hỏi thầy về vấn đề này, sau đó đi tìm mọi thứ thầy đọc để biết về bí kíp này. Ví dụ như vàng thời ngày xưa thì tuổi nó không được cao, nếu được 8 có nghĩa là vẫn được tạp chất. Nếu em mua những vàng ấy về thì nó sẽ rất là rẻ, đúng không? Sau đó em chỉ cần tiệm thủ vào này thôi thì vàng của em sẽ tăng tuổi rất là cao. Đấy là cách để tăng tuổi thọ của vàng, cũng chính là cách để mà thời xưa người ta điều chế ra nhôm để làm một bộ dao để diễn cho ta vui được. Đấy thì cũng như cái thời hôm đấy thì là nhôm đặt cả vàng, ở đây nhôm đặt như kim cương. Tuy nhiên về sau này thì nhôm nghiên cứu ra bằng cách điều chế bằng phát điện phân nóng chảy thì nó sẽ rẻ đi rất là nhiều, được chưa? Vậy nên là những cái gì nó quý giá thì nó được tạo ra bằng những thứ nó quý giá hơn, nhớ đấy. Thế nhá, đấy là về điện phân. Điện phân thì nói đây thôi, còn lại là cũng chắc mình sẽ đi tới điện phân sau. Ok, xong. Cô thầy vượt sách đi. Sau cái thơ lại đọc tư tình trong lớp. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại có vai trò là chất. Các ion kim loại có vai trò là chất. Ion kim loại là mờ và cộng với thành mờ, nó là chất oxy hóa thì nó phải bị. Câu số 3, có thể điều chế đồng một cách dùng hiro để khử CuO năm cái tác nhân kia thì chỉ để sử dụng để khử các thằng oxit kim loại thì nó không ạ. Câu số 5, phương trình hòa mà sau đây thể hiện cách điều chế đồng cho các thủy luyện. Thủy luyện là kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Vậy là A, đúng không ạ? Câu số 7, bằng phương pháp thủy luyện có thể điều chế được kim loại gì? Phải điều chế các anh kim loại không tác dụng được với nước ở điều kiện thường. Mày loại kali, loại magie, loại nhôm, ta ăn đúng là đáp án D, đồng. Câu số 9, bằng cách điện phân để điều chế được bao nhiêu kim loại trong số các kim loại trên? Điện phân thì điều chế được hết tất cả mấy đấy ạ? 6 ạ? 11, phương pháp nào hóa học nào sau đây để biểu diễn cách điều chế ba phương pháp nhiệt luyện và nung nóng? Đúng chưa? Và đây đáp án đúng là đáp án B. Có một vài anh kim loại ví dụ như bạc và thủy ngân thì không cần sử dụng các tác nhân, bởi vì mình chỉ cần nung nóng thôi là nó chuyển thành kim loại nguyên chất rồi. Có nghĩa là hợp chất và quặng chỉ cần nung nóng nó tạo thành kim loại nguyên chất rồi, không cần các tác nhân để đi khử nó, thấy chưa? Cái ghi để chú ý là có một số kim loại chỉ cần nung nóng, là có một số kim loại chỉ cần nung nóng quặng hoặc hợp chất
là đã đặt một kim loại nguyên chất. Có một số kim loại chỉ cần nung nóng là đã tạo được thành một kim loại nguyên chất. Ví dụ như H2O3 và H2O3 là được chưa? Ví dụ như H2O3 và H2O3 này. Câu số 13 trong các thủy luyện để dùng trên đầu từ COF4 để dùng kim loại làm chất trở. Thủy luyện là kim loại mạnh, đẩy kim loại yếu. Không thể dùng kali để kali nó thành nước, không thể dùng natri natri nó thành nước. Đúng chưa? Không thể sử dụng bạc, bạc làm sao đẩy được đâu. Vậy chỉ có gì thôi, kẹp vào được. Câu số 15 dùng đơn chất kim loại để khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dịch muối. Thì phương pháp đó gọi là tính khử mạnh hơn để khử ion khác trong dung dịch muối. Nghe từ dung dịch mình nghĩ ngay đến gì ạ? Thủy luyện. Câu tiếp theo, câu số 17. Trong số các bước sau, bước nào được sử dụng để sản xuất gan? Điện phân. Điện phân là chẳng ai mang điện phân đi sử dụng để điều chế sắt được. Nên bỏ hai điện phân đi. Ở đây để sản xuất, sử dụng để sản xuất gan là dùng chất khử là CO để khử oxy sắt trong bào cao. 19. Kim loại kiềm được điều chế từ muối hay hydroxit tương ứng trong hiệp theo phát nào sau đây? Kim loại kiềm là đứng trước hay là đứng sau nhôm? Trước nhôm. Đứng trước nhôm thì chỉ có phương pháp gì thôi? Điện phân nóng chảy. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 21, nguyên tắc của phương pháp điện phân là sử dụng dòng điện một chiều để làm gì kìa? Khử đúng không? Ion kim loại trong dung dịch hoặc chặt cái nóng chảy. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 23, khí CO không khử chất nào sau đẩy nhiệt độ cao. CO thì không khử được các thằng đứng đằng sau lắm. À, thằng đứng đằng trước của nhôm. Vậy là không khử được thằng CaO. Xong nhá. Chuyên đề số 11 phản ứng nhiệt đấy. Cô 3 không đâu? Không. 3. 3. Không. 3. Đồng cách dùng hydro để khử CO. Đấy. Chuyên đề số 11. Đến giờ. Đến giờ. Thầy cũng biết là bọn em học sinh nhá. Cũng thổi sáo. Học cái cứ giờ này là thổi sáo. Yeah. Vâng, cứ giờ này thổi sáo. Chúng ta nghe hết thì bảo em thì không được em học. Sáo bạn ơi. Chuyên đề số 11. Thầy nghe thì cũng vui tai đấy. Chắc sinh viên yêu đời đã lạnh yêu đời lắm. Con này chưa người yêu nhưng có người yêu thì mình đang muốn đổi đã rồi người yêu đã rồi một năm mà kiếm trẻ. Phạm vi ứng dụng là các kim loại đứng sau nhôm trong tiền hóa. Hai, bản chất là một thằng CO ăn một thằng oxy trong oxit để tạo thành một thằng CO2. Các bạn học đầy 4 vòng nhé. Biết đấy có công trình ở phía sau. Thank you.
tăng đi. Chủ yếu mình tập trung được mấy cái này thôi. Thầy ơi, thầy, 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 toàn núi mà chỉ có tầm ngầm không đậu trèo thì mình không có sân bay nên là không thể thi công nên thì ngồi được ngày xưa thầy bảo bố mẹ rồi sao mẹ không đi lên Hà Nội xong kiểu ở cái chợ này nó bán hàng quăng quăng tiền nát thế là cắm được một miếng đất thế là bây giờ phải con trở đi dạy không có tiền nhà không có xe thôi. Ngàn được nhận lương cao không phải là người có suy nghĩ gì nhiều tối ngủ ngon sao vất xe em làm cái dây xích sắt to thế hoặc là nếu mà mình thu nhập được nhiều thì thuê giữa sinh viên mới có ấy nó sẽ không phải đen ở dưới chỗ nào mà đi 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 thì tầm sắp to rồi. Sắp to, bộ vẫn chân ở tay mấy tiền rồi. Chuyển ra ngay. Mấy tiền mà thấy mê vẽ trong tầm như thế nào? Mấy hết rồi. Chọn được hoang hoang. Đỡ là hoang hào. Hoài u tiền khẩu. Quay. Phương với chồng ạ. À? Cái hồn này lên. Bao giờ có cháu? Bao giờ có cháu là thầy đánh chứ? Không à? Lúc em phải mời thầy đã lấy tiền rồi. Thầy có tiền đâu thầy ạ? Xong đẻ con thì lại 10 tháng. Ôi lưu hẳn có thể đi vào. Mừng hạnh phúc hai đứa. 1 triệu. Ký tên. Đó, đơn. Nào cưới thầy. Dễ là thầy nhé. Dễ thì đâu. Mình không có khi phải trả được. Từ đấy đi là đám tan cảnh đi. Ở phần to đây. Ôi giời ơi, phần to thì năm nào chứ phần to. Xem nào biết công trình chưa? Người này. Biết đi. Cầm biết chưa? Chắc chắn biết đúng hết bọn này không? Cầm bản biết nào? Lên bản biết. Chắc chắn biết đúng không? Ngày lên lên bản biết đúng chưa? Ngày xưa các bạn chưa lên bản biết suốt. Mình kêu gì? Nhớ biết chưa? Chưa biết này. Chưa biết này. Đâu biết đâu? Đấy. Hôm nay ốm hay sao? Linh biết chưa? Hào biết chưa? Đưa vào xem nào. Đấy, em phải đi học thầy là đúng không? Đúng rồi. Ôi, đây là đúng không? Biết chưa chị vào, chắc chắn biết đúng chưa? Đấy, đúng rồi, ngồi đi học là đúng nhá. Phải quý, nghe giảng, đi hơn nhá. Biết chưa? Đấy, lấy chồng sớm quá, chỉ nghĩ nhà chồng thôi. Đấy, đúng rồi, chàng trai này ngồi đây là đúng. Bắt buộc phải ngồi đây. Không ngồi đây là... Đúng rồi, em thì dù có học cả năm lớp 11 rồi, em vẫn chết chỗ đấy thôi. Sao không gửi được mà không? Không, không biết đâu. Chi phí của em cứ hay xài, phải quan tâm được quý.
cái lừa quán tính là cái lừa kinh khủng nhất của điên cuồng vô vàn. Nó giết chết rất nhiều thằng, nó cướp đi ước mơ của rất nhiều nữa. Ví dụ như cái Dung là 27 điểm, còn 27.06 là bộ công nghệ thông tin của trường đại học quốc gia rồi, thiếu 0.06 điểm. Ví dụ và 0.06 điểm đấy, nó giết nhiều ước mơ, tự viết công trình, tự cân bằng công trình nhá. Chỗ cách này, người ta nhìn này nó dễ rồi. Một non. Vậy thì mình sẽ luôn luôn có ở đây là số non CO chú ý phải là từ phản ứng để nó phải giữ luôn bằng số non oxy trong oxit phản ứng luôn bằng số non CO2. Lưu ý bọn CO này là khí, tất cả tạo ra bọn này là CO2 cũng là khí, đúng không? Vậy thì CO tạo thành CO2 để là một oxy trong oxit nó chui thành CO2. Vậy khối lượng chất rắn trước và sau tăng hay giảm? Giảm, mất oxy đi mà, nó phải giảm. Và cái khối lượng giảm đến chính bằng khối lượng của oxy trong oxy, đúng không? Vậy chính bằng M chất rắn giảm chia cho oxy trong oxy thì mới được khối của nó bằng 16. Không này nào. Có bài không? Có bài không? Ví dụ số 1. Từ 16 gram hỗn hợp trong oxit kim loại FeO Fe2O3 Fe3O4 CuO PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao, khối lượng chất rắn thu được thế ai hỏi thể tích khí CO nó phản ứng nào để giải thích hỏi tôi biết những cái bài này không phải biết quy trình để giải được, những bài này chỉ có hiểu phương pháp để giải thôi. Chúng ta biết vừa là bọn này khi tác dụng với lại CO thì còn 1.2 gram này là khối lượng chất rắn tạm, đúng chưa? Mà về mặt bản chất công trình thì hiểu được cái bản chất của nó là một thằng CO vào trong một thằng oxy trong oxy để lại một thằng CO2. Cái này mình hiểu bản chất thì mình nhớ cái này không phải buồn, nếu mà mình một hết mà nên mình sẽ có là số mol CO bằng bằng số mol oxy trong oxy bằng số mol CO2, và cái khối lượng chất rắn giảm đi cũng chính là khối lượng của oxy trong oxy, thì có lấy cái gì trong oxy mà thì hoàn toàn đấy sẽ có số mol CO2 chính bằng số mol CO phản ứng và chính bằng số mol oxy trong oxy phản ứng và chính bằng khối lượng chất rắn giảm 16 trừ 11.2 chia 16 0.3. Vậy hoàn toàn mình tìm được thể tích 0.3 nhân 2.4 bằng 66.2. Nó bằng đúng là bằng C. Các bạn làm thể ví dụ số 2, ví dụ số 3. Ví dụ số 2, ví dụ số 3. Đây là nguyên nước nhỉ. Nó anh nhỉ. Cô nhi nhỉ. Cánh nhỉ. Nó cu chữa nhỉ. Nó mất năm nữa. Cộng một đứa sinh học là 6 đứa.